Yo, what's up? Thì chắc là vừa rồi các bạn cũng đã coi video dọn kho tháng 7 của mình rồi. Thì mỗi lần dọn kho thì mình sẽ có một lượng phôi nhất định, có thể là mình sẽ bán, nhưng mà cũng có một phần mình giữ lại để mình đập. Thì hôm nay sẽ là video Space to Skip của tháng 7. Mình sẽ đập cầu thủ bằng những cái phôi mà mình để lại. Thì thật ra phôi của mình tích, thời gian gần đây mình tích cũng khá là nhiều. Mình tích từ khoảng 3 đến 4 tháng đó. Cho nên là thì đợt này mình muốn xài cái số phôi này. Nếu mà xài được hết thì mình sẽ xài. Chưa biết được là mình có đập được những cái con hàng mình dự đến đập hay không, nhưng mà trước mắt thì mình thấy mình vừa mới xịt xong rồi. Tiếp tục, vẫn là những con hàng quen thuộc. Javi Martinez, con hàng này thì không có ai bán trên thị trường chuyển nhượng, cho nên là bắt buộc mình phải spam cho nó lên mức thẻ cao nhất, đó là mù VTR cộng 8. Cho những bạn nào chưa biết thì Javi Martinez là một cựu tiền vệ của Bayern Munich với vai trò là phòng ngự và mỏ neo. Đó, cũng từng đá cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Và mình sẽ chia sẻ một chút về quá khứ đi. Nếu như mà các bạn nào biết được thuật ngữ Tiki Taka, truyền và chạy, truyền và chạy, thì nó xuất phát từ Barcelona nói riêng và Tây Ban Nha nói chung. Thì mình nghĩ chắc là Pep Guardiola là người đã tạo nền móng cho cái chiến thuật này. Thì Pep là người tạo ra, nhưng khi mà về Bayern Munich và phải đối đầu với Barcelona thì Pep lại tạo ra Javi Martinez. Đây là một tiền vệ chuyên đi phá cái chiến thuật tiki-taka này. Các bạn có thể tìm hiểu ở trên những cái kênh mạng xã hội khi mà họ nói về cái giai thoại này. Thì phải thật sự, Javi Martinez là một mẫu tiền vệ phòng ngự phá được những cái chiến thuật đó thì cũng rất là hay. Mà nó có một cái điểm đặc biệt ở đây, đó là Martinez cũng là người Tây Ban Nha luôn, cho nên là việc mà ông ấy cầm được cái nhịp của Tây Ban Nha, cầm được cái nhịp của tiki-taka thì đương nhiên đó là điều đương nhiên. Và đá bên cạnh Javi Martinez phải nói đến Thiago Alcántara, cũng là một cựu tiền vệ của Bayern Munich và khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau này thì đá phía trên một chút thì chúng ta sẽ có Xabi Alonso, cũng là một cựu tiền vệ, rồi cũng là người Tây Ban Nha. Còn đây là Diego Conteto, cũng là một nhân tố cho Bayern 2013. Cái thẻ này cũng đã limit rồi. Tiếp theo là Pepe Reina, một cựu thủ môn, hiện tại bây giờ vẫn còn thi đấu nha, đang chụp cho Villarreal, mình nhớ là vậy. Villarreal đúng không ta? Chắc là vậy á. Pepe Reina, con này thì hồi đó nó đã lên được 5, nhưng mà mình đập chơi thì nó xịt, nên là mình phải leo lên lại. Đây cũng là một cựu thủ môn cho Bayern Munich và cũng là cựu thủ môn cho Liverpool.
Nếu như Rick Ken lên được 5 thì mình sẽ đẩy sang Borussia Dortmund. Đó là cái ham muốn của mình. Đáng lẽ ra là ở trong cái thời khắc này mình nên dừng lại, nhưng không. Cái tính đỏ đen của mình nó đã chiếm mất lý trí. Từ thời điểm mà mình xịt con Rick Ken xong là mình đã đi hết một sải. Nhưng là cũng khá là tiếc chứ. Đây là con Manzu Kick cuối cùng của mình và mình vẫn còn thể làm lại, cho nên là lần đập này là lần đập cuối cùng đối với Manzu Kick cùng với một thể làm lại. Phải xài thể làm lại rồi, liệu là không biết là có may mắn không đây. Đổ xong rồi, đổ xong đổ biển hết rồi. Tiếp theo, bây giờ mình phải gỡ. Javi Martinez đã xác nhận là chơi thì mình sẽ không thể dừng được, cho nên là đằng nào thì phôi của mình nó cũng khá là nhiều và cũng đang trong cái thời điểm nên dọn kho, cho nên là mình thôi thì cứ hy vọng thôi, biết đâu được may mắn đến với mình nha. Hừng hực lắm các bạn, mình còn rất là nhiều thẻ nâng cấp lại và thẻ bảo vệ.
lại sệt rồi, cho nên là mình đổi gió sang Tolisso UB cộng 7. Mình nghĩ là ít ra mình cũng phải có một chút may mắn gì đó chứ, bởi vì hầu như phôi của mình đều đập là full vạch. Shit. Không lẽ là mình đen đến hết hết cái game này sao? Chia sẻ với mọi người là phôi của mình thì mình tích cũng khoảng được 3 tháng rưỡi, 4 tháng gì đó. Những cái tháng dọn kho mà phôi mình không, phôi nào mà mình để lại hầu như là nó đều nằm ở trong cái video dọn kho hết. Tiếp theo nữa là những cái con mà mình đập á, có thể là đối với các bạn không đáng để đập, nhưng mà đối với mình thì đây là những cái con hàng mang tính sưu tầm và mình thể hiện là cái sự hâm mộ của mình đối với câu lạc bộ. Hy vọng là mọi người coi video một cách tích cực và không có toxic trên kênh của mình. Yes sir.
Cảm xúc hiện tại của mình bây giờ nó khá là trống rỗng. Mình cũng không biết suy nghĩ gì nhiều, bởi vì mình nghĩ đây cũng là một cái tính năng trong game. Có lên, có xịt. Còn mình thì mình xịt đến một cách mà tạch 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 như vậy. Nên là cũng một phần là cũng cay, với một phần là tiếc. Nhưng mà không sao. Đó là một trong những cái tính năng trong game. Cho nên là mình đã chấp nhận chơi thì mình sẽ làm lại. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.